Thưa quý vị, hôm nay ngày 24 tháng 8, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị xã hội. Tới dự hội nghị có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư lưu trữ và Văn phòng các tỉnh thành địa phương trên cả nước. Cùng với sự phát triển toàn diện của đất nước, yêu cầu chỉ đạo giải quyết công việc của các cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội ngày càng nhiều, làm tăng đáng kể số lượng văn bản đi và đến. Trong bối cảnh đó, công tác văn thư, lưu trữ đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Hội nghị Tổng kết Văn thư lưu trữ năm 2005 và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp tục đổi mới về cách thức quản lý văn bản và một số nội dung quy trình nghiệp vụ, thích ứng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tru truyền, xử lý thông tin tài liệu, đáp ứng các yêu cầu về văn bản cho các hoạt động chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo. Công tác lưu trữ tài liệu của Đảng đã khẳng định được giá trị và vị trí quan trọng trong đời sống xã hội thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động công bố xuất bản, trưng bày triển lãm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được. Đồng chí đánh giá công tác văn thư lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị đã có nhiều cố gắng trong đổi mới về nội dung, phương pháp và tham gia đóng góp, làm tốt chức năng đảm bảo thông tin, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 8, đông đảo các nhà nghiên cứu lịch sử, các kiến trúc sư và các nhà quản lý văn hóa cả nước đã về dự hội thảo khoa học với chủ đề Dinh độc lập những vấn đề lịch sử văn hóa do Ban Quản lý Dinh độc lập Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Biên, trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Thành ủy đến dự và tham gia chủ tịch đoàn cuộc hội thảo. Cuộc hội thảo lần này nhằm trao đổi về những giá trị lịch sử và các giá trị văn hóa với tư cách là một kiệt tác kiến trúc mang tính nghệ thuật hỗ dung văn hóa phương Đông và phương Tây. Ngoài ra, hội thảo còn đề cập đến các giải pháp bảo tồn di tích Dinh độc lập nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo tồn tồn tại một di tích lịch sử, phục vụ cho công tác tham quan nghiên cứu của khách trong và ngoài nước. Cách đây gần 140 năm, tại vị trí Dinh độc lập hiện tại, chính quyền thực dân Pháp đã xây dựng Dinh Norodom như là biểu hiện quyền lực của chính quyền thực dân. Đến năm 1962, Dinh Norodom cũ được xây dựng lại thành công trình như hiện nay, như biểu tượng sự tồn tại của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trong gần 20 năm. Và kiến trúc mới này đã chứng kiến hai sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc là ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, đánh dấu sự toàn thắng của cách mạng Việt Nam và hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước. Với bề dày lịch sử đó, Dinh độc lập được đặt cách công nhận là di tích lịch sử văn hóa vào năm 1976. Xét về khía cạnh lịch sử, Dinh độc lập là di tích hầu như còn nguyên vẹn, đã chứng kiến nhiều biến động quan trọng của đất nước và dân tộc. Đại diện cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã trao tặng bức tượng bán thân của Bác cho ông Lê Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn. Đây là một hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 52 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời cũng để thắt chặt thêm quan hệ giao lưu gắn bó đã được xây dựng từ lâu giữa Ban Quản lý Lăng Hồ Chủ tịch tại Hà Nội và Cảng Sài Gòn, nơi cách đây 96 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước. Tượng được đúc bằng đồng có chiều cao 80cm, chiều ngang 80cm, dày 45cm và cân nặng 60kg. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận tượng, ông Lê Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn cho biết, món quà này sẽ góp thêm niềm tin và sức sáng tạo của tập thể cán bộ công nhân Cảng Sài Gòn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong xây dựng và phát triển đơn vị. Món quà càng có ý nghĩa trong thời điểm cả Cảng Sài Gòn đang thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác để phục vụ đất nước, phục vụ công tác và làm cho cuộc sống của mỗi người ngày càng tốt hơn. Sở Thương mại và Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về chương trình tháng bán hàng khuyến mãi sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 9 năm 2007. Đây là lần thứ tư Sở Thương mại và Sở Du lịch phối hợp tổ chức tháng bán hàng khuyến mãi nhằm góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế thành phố thông qua các hoạt động kích cầu tiêu dùng và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến mua sắm tại thành phố. Lần tổ chức năm nay còn nhắm đến mục tiêu xây dựng hình ảnh tiếp thị chung của thành phố với khách du lịch là một điểm mua sắm và du lịch hấp dẫn. Ngoài ra, tháng bán hàng khuyến mãi năm 2007 sẽ góp phần vào chính sách bình ổn giá chung của chính phủ trước tình hình giá cả hàng tiêu dùng đang leo thang nhanh trong thời gian gần đây. Tham dự tháng bán hàng khuyến mãi lần này có 300 điểm bán hàng của 138 doanh nghiệp, 3 chợ
là chợ Bến Thành, chợ Thái Bình và chợ Tân Định, cùng 37 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đặc biệt trong lần tổ chức này, người tiêu dùng còn có thể tham khảo thông tin cập nhật của tháng bán hàng khuyến mãi qua tổng đài 1081 của công ty Những Trang Vàng Việt Nam. Các hình thức được áp dụng chủ yếu trong tháng bán hàng khuyến mãi năm 2007 là giảm giá từ 5 đến 50%, tặng quà khuyến mãi, dùng thử hàng. Chương trình tháng bán hàng khuyến mãi bắt đầu từ năm 2005 và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Doanh thu trong các tháng bán hàng khuyến mãi trước tăng từ 9.000 tỷ lên trên 11.000 tỷ và dự kiến sẽ đạt 14.000 tỷ trong tháng 9 năm nay. Chương trình sẽ được tổ chức thường niên và định kỳ vào tháng 9 hàng năm. Trong khuôn khổ hội thảo mang chủ đề cháy nổ và giải pháp bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty bảo hiểm AAA tổ chức, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2002 đến năm 2006, trên cả nước đã xảy ra 11.795 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 1.710 tỷ đồng. Trong đó tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2007, thành phố Hồ Chí Minh đã có 212 vụ cháy với tổng thiệt hại về tài sản là 69 tỷ đồng. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, số tiền bảo hiểm đền bù trong thời gian qua chỉ hơn 600 tỷ đồng, tức chiếm khoảng 40% tổng thiệt hại. Điều này cho thấy ý thức về việc mua bảo hiểm cháy nổ trong các doanh nghiệp chưa cao, dẫn đến thiệt hại khi xảy ra cháy nổ. Theo Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, giải pháp mua bảo hiểm cháy nổ là cần thiết để đảm bảo khả năng duy trì vốn cho doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp được các nước tiên tiến ứng dụng. Dịp này, công ty bảo hiểm AAA cũng giới thiệu chương trình bảo hiểm cháy nổ cho doanh nghiệp do công ty phối hợp với ngân hàng Exim Bank thực hiện. Tuyển sinh thứ hai dòng sơ tuyển của cuộc thi chuông vàng giọng cổ năm 2007 tại tỉnh Trà Vinh gồm các thí sinh đến từ hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long được diễn ra chiều 23 tháng 8 năm 2007. Đây là vùng đất nằm gần trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa khu vực sông Tiền và sông Hậu. Không chỉ nổi danh về mặt học thuật với vị bác học Trương Vĩnh Ký và người tiến sĩ đầu tiên của Nam Bộ Phan Thanh Giảng, mà còn tự hào là nơi khai sinh nghệ thuật cải lương với các tên tuổi mãi mãi đi vào lịch sử của bộ môn nghệ thuật này như Thầy Phó 12, Tống Hữu Định, đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn ở Vĩnh Long, Năm Trà Vinh, vân vân. Truyền thống của các bậc tiền nhân, bộ môn nghệ thuật giọng cổ, cải lương vẫn đang được các thế hệ sau duy trì và phát triển. Con số hơn 50 thí sinh đăng ký dự thi đã nói lên tình yêu và lòng đam mê giọng cổ của người dân vùng sông nước này. Ban giám khảo đã phải làm việc hết sức khẩn trương và công minh mới có thể tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất trong số các thí sinh có trình độ khá đồng đều, đủ điều kiện đi tiếp vào vòng bán kết của cuộc thi. Chấm thanh sắc và chất giọng là chính. Hai cái điểm đó mình sẽ ưu ái hơn, nhất là những nào mà nó có cái câu vô mà đặc biệt á, thì nên mình chấm ưu ái cho câu ca trước, chứ mình không có nặng diễn lắm anh Tư. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và công tâm như vậy, dòng sơ tuyển sẽ tìm được những gương mặt sáng giá cho cuộc tranh danh hiệu chuông vàng chuông bạc năm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn diễn tiến dòng sơ tuyển của cuộc thi để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Việt Phong và Quỳnh Trâm xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, một số những nội dung chính trong chương trình thời
Xin chuyển đến quý vị, đó là các tỉnh Nam Bộ giảm mưa, lưu vực kênh Hàng Bàng đã có kế hoạch chống ngập và một số những thông tin về du lịch khi mà chúng ta chuẩn bị nghỉ lễ 2 tháng 9. Và thông tin đầu tiên chúng tôi xin được chuyển đến quý vị, đó là vào ngày 23 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Bộ có những cơn mưa to, thế nhưng chỉ mang tính chất cục bộ với lượng mưa như là Trị An 52mm, Lộc Ninh 32mm, thành phố Hồ Chí Minh 38mm và Bạc Liêu là 43mm. Còn ở những nơi khác không có mưa hoặc chỉ có mưa là những cơn mưa nhỏ không đáng kể. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì chiều ngày 23 tháng 8 cũng đã có một cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Tuy chỉ là một cơn mưa với khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà một số những tuyến đường ở quận 1 và quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập. Một số các tuyến đường mà chúng tôi có thể kể ra đây như là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, cổng sau của bến xe miền Đông. Và theo ghi nhận của chúng tôi thì những con đường này đã bị ngập khoảng từ 30 cho đến 40cm. Và sự ngập nước này đã làm cho ùn tắc giao thông xảy ra trong một khoảng thời gian dài tại những con đường trên. Và hiện nay thì gió mùa Tây Nam đang có xu thế giảm và áp cao từ Nam Bán Cầu đã dịch chuyển lên phía Nam Biển Đông và khống chế khu vực Biển Đông. Chính vì thế mà gió mùa Tây Nam đã giảm hẳn, theo dự đoán là trong những ngày tới ở Nam Bộ sẽ có thể giảm mưa và đây là một dấu hiệu. Tuy nhiên thì do sự hội tụ gió vẫn còn ở khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, cho nên trong những ngày tới thì những khu vực này sẽ còn có thể có mưa vừa, tuy nhiên chỉ là mưa trên diện rộng, còn các nơi khác sẽ giảm mưa, chủ yếu cũng chỉ là mưa nhỏ. Và theo dự báo thì đây là đợt giảm mưa kéo dài không lâu, chỉ khoảng 3 đến 4 ngày thôi và sau đó thì có thể sẽ có mưa trở lại. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã nói và quý vị cũng đã biết, tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ với một cơn mưa khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi mà ở một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập lụt nặng. Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến lưu vực kênh Hàng Bàng nằm ở khu vực của quận 5, quận 6, quận 11. Và đây được xem là một trong những khu vực ngập nặng của thành phố Hồ Chí Minh sau những cơn mưa, với những điểm ngập như Quỳnh Trâm đã biết là rất là nổi tiếng như là Bùng Binh, Cây Gõ, khu vực vòng xoay Phú Lâm và đường 3 tháng 2. Hiện nay đã có những công tác kế hoạch cải tạo và chống ngập. Và theo Quỳnh Trâm được biết thì thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch để chống ngập cho những khu vực mà Phong vừa mới nói cách đây khoảng 10 năm bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Tuy nhiên với rất nhiều lý do thì dự án này đã không thể tiến hành được và hiện nay thì thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây với nguồn vốn vay của Nhật Bản để thực hiện phần lớn dự án này. Và phần còn lại của dự án có nghĩa là cải tạo một số tuyến cống thoát nước ở một số những khu vực ngập mà chúng tôi vừa nêu trên thì lại được giao cho Khu Quản lý Giao thông Đô thị 1 và ưu tiên được xử lý bằng nguồn vốn ngân sách. Và theo Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây cho biết thì hiện nay kế hoạch chống ngập ở lưu vực kênh Hàng Bàng đã thay đổi rất là nhiều so với trước. Và theo đó thì lưu vực kênh Hàng Bàng sẽ bị lắp lại và thay thế bằng một hệ thống cống hộp với khoảng đường kính là 3 mét. Và toàn bộ hệ thống này sẽ đóng vai trò là tiêu thoát nước cho khu vực lân cận kênh. Như vậy là nếu như trong thời gian sắp tới với kế hoạch kênh Hàng Bàng và tàu hũ của Bến Nghé được cải tạo thì có khoảng 2.500 hectare diện tích của thành phố sẽ có thể giải quyết được căn cơ về tình trạng ngập mỗi khi có những cơn mưa đến. Thưa quý vị, chẳng còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ lễ chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Mà sở dĩ chúng ta gọi là một kỳ nghỉ là bởi vì năm nay thì ngày lễ 2 tháng 9 trùng với ngày Chủ nhật. Cho nên nếu như cán bộ công nhân viên thì chúng ta sẽ được nghỉ bù thêm một ngày nữa vào ngày thứ hai, đó là chúng ta sẽ có 3 ngày nghỉ lễ thứ bảy, Chủ nhật và thứ hai. Như vậy là tạo điều kiện cho rất là nhiều người có những chuyến đi chơi xa, đúng không? Và nếu như chúng ta có những kế hoạch để chuẩn bị trước thì chắc có hẳn là chúng ta có những chuyến đi xa. Và nếu như chưa chuẩn bị thì có lẽ là bây giờ không còn chỗ nào. Theo thông tin của một số công ty du lịch thì hiện nay các tuyến du lịch đến Phú Quốc thì đều đã không còn nhận khách nữa, bởi vì là đã hết cả vé máy bay cũng như là hết cả phòng của khách sạn. Và nếu như mà quý vị có chuyến du lịch đi Nha Trang trong 3 ngày và đến nghỉ cũng như tham quan ở khu du lịch Hòn Ngọc Việt thì khu du lịch này cũng đã thông báo hết chỗ cho đến cuối tháng 9 năm 2007. Và nếu như mà quý vị có những chuyến du lịch chuẩn bị để đi Phú Quốc chẳng hạn thì hiện nay vé máy bay để từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc cũng đã hết chỗ. Và còn nếu như chúng ta muốn đi tham quan du lịch ở Nha Trang và tham quan khu du lịch Hòn Ngọc Việt thì chúng ta vẫn có thể đi đến điểm này, thế nhưng điểm lưu trú là thuê những khách sạn tại đất liền. Ngoài ra còn có một số tour khác như Đà Lạt, Nha Trang, Ninh Chữ và Bình Thuận vẫn còn chỗ để chúng ta đăng ký. Như vậy là nếu như quý vị có được một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn thì chúng tôi cũng hy vọng rằng thời tiết những ngày đó sẽ thuận lợi để chúng ta có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, thoải mái cùng với bạn bè và gia đình.
Thưa quý vị, thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Thời tiết và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Việt Phong và Quỳnh Trâm thân ái chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo như trên bản đồ xu thế hệ thống thời tiết dự báo cho ngày mai, thì vùng áp thấp trên lục địa Trung Quốc đã suy yếu đi rất nhiều, chỉ còn là những tâm áp thấp rất nhỏ với một tâm áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Tại phía Tây Bắc có một bộ phận áp cao lục địa tăng cường yếu xuống phía Nam làm ảnh hưởng đến khu vực này. Còn thời tiết ở miền Nam thì gió Tây Nam đã suy yếu rất nhiều, tuy nhiên trên các tầng cao đang có hội tụ gió, do vậy mà một số nơi vẫn có mưa rào và dông. Khả năng trong những ngày tới, thời tiết ở Nam Bộ sẽ chuyển sang gió đông và giảm mưa. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực. Vùng núi phía Bắc và phía Tây Bắc Bộ ngày mai được dự báo có mưa rào và dông. Trong đó thì tỉnh Lai Châu có mưa vừa, có mưa rào và dông. Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh ven biển ít mưa, ngày nắng yếu. Ven biển Trung Bộ từ Nghệ An đến Đà Nẵng, do nằm trong trường gió đông nên độ ẩm trong không khí khá cao. Nhiệt độ trong ngày tuy có tăng, tuy nhiên mức độ tăng cũng không nhiều và nhiệt độ cao nhất ở khu vực này được giữ ở mức từ 34 đến 35 độ. Tây Nguyên, Nam Trung Bộ ngày mai có mưa rào nhẹ, tuy nhiên diện mưa lại không đều, chỉ tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. Nhiệt độ ở khu vực này ít có sự thay đổi. Miền Đông Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào nhẹ, có nơi có dông và tại tỉnh Bình Phước được dự báo có thể có mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là 32 đến 34 độ, còn nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 24 đến 26 độ. Khu vực miền Tây Nam Bộ ngày mai mưa sẽ giảm trên các tỉnh phía Nam của khu vực, trong khi các tỉnh phía Tây Bắc như là Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long lại là các tỉnh có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo trưa chiều có mưa rào nhẹ, có nơi có dông, ngày nắng và nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ. Chuyển qua tình hình thời tiết trên các vùng biển phía Nam, vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông, gió giật trên cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang đến Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông, gió giật trên cấp 5, biển bình thường. Và những thông tin về thời tiết biển cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.